Mình video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Trước tiên mình sẽ đi tô màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình lấy tô màu xong là các bạn thấy tô màu đẹp hay chúng xin mình like, chắc đi kênh. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi câu hỏi nữa. Như vậy là mình đã hoàn thành xong
tác phẩm tô màu của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp để cho mình xin lần lan để đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lần like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình sẽ đi chọn màu để tô tranh mình các bạn. Bạn theo dõi quá trình đi tô màu nhé. Cảm ơn các bạn. Em cũng hiểu rồi, chắc chắn cũng vậy là mình đã đi tô màu xong rồi. Các bạn thấy tô màu đẹp hay trên Simula đã ký cây rồi thì các bạn rất nhiều. Adu. Yeah, đi bên kia. Bây giờ mình xin tiếp tục đi tô màu nhé các bạn nhé. Cái giờ chuyển nhà đấy mày bảo cái gì cơ? Nhưng yêu em ấy hốt quá chuyển nhà. Không, mẹ nó là bảo thì đâu đi chuyển nhà, đi sang nhà chị ấy. Đọc có thế cũng lại hốt quá liên quan nhau đến mình mà mình hốt giết là cọc cổng vào sát cổng sát cổng nhà con yêu em. Vâng. Ôi trời ơi, cái người chết đấy là sát cổng luôn. Đó, chết rồi. Mà tối nay nó về nó đứng ở cổng mày chết. Quá ngỏ. Nó đứng ở cổng, nó gọi người yêu em bên là gì? Chết. Chết là gì? Hả? Người yêu em bên là gì? Mẹ. Mẹ nó về nó gọi. Mẹ ơi, mở cửa cho chú. Mất, kiểu mất, ngất buồn đi. Quá. Huệ ơi, Huệ ơi, mở cửa. Ôi trời ơi, rút như này. Mùa đông gió nó lại kiểu gió rít nữa. Đêm đêm gió nó to to kiểu gió rít nữa. Tại ở ngoài đồng cơ. Lại ở ngoài đồng nhà nó đối diện đối trước mặt cửa nhà nó là đồng rồi. Đó. À trời. Này chết rồi nó cũng. Vù lại gọi quạch gọi nó gọi cửa ao hoa. Chắc là kêu cọc kêu cái kiểu nên. Huệ ơi. thôi mà đi xuống nhà anh ở dưới nhà anh mấy hôm đi. Thế bảo thế vậy. Ở xuống nhà anh ở nhà anh mấy hôm anh thừa phòng mà. Anh có mấy phòng ở đây. Tối rõ ràng ngủ một phòng nhưng mà sao đêm tôi đang thấy sang bên này. Ôi trời ơi, tôi xong rồi. Mẹ vẫn còn sống, mẹ với hai mẹ con vẫn sống. Nó, bố nó đi làm gì? Bố người yêu em đi làm gì? Làm công ty á? Em biết thôi. Nhưng mình phải quan tâm mình hỏi mình để mình biết thông tin một chút chứ. Nhớ biết rồi. Thế là mình đã quan tâm đến người yêu rồi. Lúc nó tìm là nó không có ở đấy rồi. Nó không thấy ở đấy đâu. Thank you.
Đây rồi. Giảm đi có mặt bên này. Sáng đi đâu giảm đây có mặt xuất hiện. Ở nhà làm bên chó này nhỉ? Nhà ở nhà cũng không không biết chán này. Ai già số hưởng ngủ cũng có tiền ơi. Đấy, ngủ cũng có tiền rồi, giả với Bình Minh ơi dậy chưa đây. Ok. Ai sướng bằng anh Thành đâu. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, tạm biệt các bạn.